Xin cha
cha thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Lạy cha, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc hằng hiệu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót linh hồn Nam Minh và toàn thế giới. Lạy cha,
mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để định vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh cả toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh cả toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh cả toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đang minh và toàn thế giới. Nên Cha hàng hiệu con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội của con đang đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Vì của con đang đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Vì của con đang đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Vì của con đang đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Vì của con đang đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Xin Cha thương xót xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Hàng Thiên Chúa toàn năng hàng hệ hữu xin thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Này tâm chi thánh, Hàng Thiên Chúa toàn năng hàng hệ hữu xin thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Này tâm chi thánh, Hàng Thiên Chúa toàn năng hàng hệ hữu xin thương xót linh hồn đa minh và toàn thế giới. Là vợ thánh tâm Chúa Giêsu như tha quần thương xót chúng con tin tác vào Chúa, tin ngày mau và nước ta tuân trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tác quần thương xót chúng con tin tác vào Chúa, tin ngày mau và nước ta tuân trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tác quần thương xót chúng con tin tác vào Chúa. Này Cha, nơi này lòng chắc ân nâng duy nhất tôn lành con chạy đến ban xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn mà sự dốc phán thì quá nhiều, con vẫn tin tác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tác vào Cha mà đi thất vọng. Nay Cha từ bi, thất vọng nay Cha từ
tinh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này yên ta không, nhưng lòng thương xót của Cha hơn hết của mọi linh hồn tin thắng. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Chúa biến hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cứu đầu con, và giống như một danh Kitô, Chúa an ủi là chữa lành những đau đớn của chúng con. Theo Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: này Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không phải chết muôn đời. Tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người. Xin Chúa cho linh hồn đa minh thân yêu của chúng ta, nhờ bi tích rửa tội đã được cùng mai táng với Đức Kitô, thì cũng được sống lại một đời sống mới trong Người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại. Xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện cho linh hồn đa minh được sống lại trong ngày sau hết và được hưởng hạnh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Xin Chúa cho chúng ta khi tưởng nhớ người thân đã qua đời, luôn vững lòng đón nhận chờ Chúa đến bằng đời sống tin tưởng và yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha hằng sống, con Cha đã đổ máu trên thánh giá cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng, giúp chúng con hết lòng tin mến con Cha để được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa, đại ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa ơi thần ngoại xuống thế gian ban nguyên ban ơn cùng chịu chiến sự tâm phó cho các linh hồn nhân đã được lỗi. Thì này chúng con xin Cha hết nhân lành vô cùng, xin Cha thần phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay mà còn gian lận lời điều lỗi. Thì xin mơ cơ thủ lạc ấy cho nam mà nhân lên chốn đông mọi sự vui thật là được thiên tàng, thì công nghiệp Chúa đã chịu làm chịu chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, mời Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Lời hứa ấy vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho nên, vì Người rất nhân lành ngày thương vô cùng sẽ tái mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thế. Lạy Chúa xin ban cho nên
linh hồn đa minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn đa minh cho khỏi cùng ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con đây vì ơn Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng mang vui về vô cùng. Amen. Tôi mẹ Maria, Chúa đã đặt trái tim mẹ làm gương mẫu cải tạo các gia đình, làm trung tâm nơi kéo ngoài tâm làm quê hướng về cùng Chúa. Xin dâng cho trái tim mẹ rót mình con cả hồn xa cả cuộc đời sống. Con cùng xin nhân dân cho trái tim mẹ cả gia đình con đến mọi người thân thuộc, hoặc đi vắng hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin mẹ hãy cải tạo trí tâm tình mọi người trong gia đình con, nhớ sống theo gương trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xuống với quỳ chia về ghen ghét bất thuần ma khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để gia đình con hết thấy hòa thuận thương yêu nhau hợp nhất cùng nhau trong trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xuống với quỳ tham lam của tài đội đức công bằng ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để gia đình hết thấy biết sống theo đức công bằng và thân từ dưới răn thư bày Chúa cho tròn vẹn. Xin mẹ hãy giữ trừ Chúa cho tròn vẹn. Xin mẹ hãy giữ trừ quỷ thần thôi rồi lấy ra khỏi lòng mọi người chúng con, để gia đình con hết thấy biết thương ghét và xa lánh mọi tội ơi rồi lấy ra thì làm dưới răn thư sau biết giữ hồn sáng cho trong sạch, xứng đáng làm con yêu dấu mẹ, xứng đáng gia đình riêng của trái tim mẹ. Đời này được lâu ẩn trong trái tim mẹ, đời sau cùng mẹ ăn mừng yêu mến Chúa ba ngôi đời đời chẳng cùng. Amen. Này cái thân Chúa Giêsu vua các gia đình, xin nhân dân gia đình chúng con. Này bầu tâm Maria nữ vương các gia đình, xin che chở gia đình chúng con. Này thánh cả du xe đấng bảo trợ các gia đình, xin hướng dẫn gia đình chúng con. Này Chúa cứu thế rất dịu dàng từ hầu chúng con, lấy lòng cả gia đình chúng con cho thật thánh trái tim Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con, liên chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa, chớ gì không lầm vợ Chúa thấu nhập vào tư tưởng sự ước ao đời nói việc làm vua chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin toàn con chúng con được ơn nhiều biết Chúa hơn, nên Chúa hơn và làm tôi Chúa không về mê chế, cho gì khắp tứ phương thiên hạ mang tiếng tung hô rằng hãy kinh mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh trái tim hiền tâm Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi đời. Amen. Kinh này thầy thánh Phanxicô Đô Văn Triều xưa đã hiến thân rao giảng tin mừng và đã hy sinh đổ máu thân rao giảng tin mừng và đã hy sinh đổ máu vì đạo thánh Chúa. Nay người đang hoan hỷ hưởng hạnh phúc nước trời, chúng con xin thầy thánh cầu cho chúng con đang nhận lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con được lòng tôn kính thầy thánh để người bảo hộ cho chúng con, noi gương bắt chước người ở đời này, mai ngày được theo chân người về hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thầy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, nhận lời con kêu oan, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày ấy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành ấy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thế. Này Chúa xin ban cho linh hồn nhân dân được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Này Chúa xin cứu lấy linh
cho khỏi tù ngục qua được yên. Amen. Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng mày hãy xin thì mày sẽ được. Vậy con xin Chúa nồng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa điện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, mà cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ân nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Hãy cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn hối trăng kỳ. Vậy các thánh nhớ trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong bài các thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cho thầy gọi lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn nữ đồng chi hiền vinh sáng lang thắng hiền ông con trong khỏi mọi sự thưa. Amen. Này đấng thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, này đấng thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con, này trai tìm cực thánh cực tình đấng thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con, này đấng thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria cho đời lâu chiên, cầu cho chúng con, này các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con, này Đức Bà Maria là mẹ nhân tay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ và cho đẹp lòng chúng con đến lòng làm con Đức Mẹ. Thì đêm hôm nay con xin dâng con mắt lỗ tai miệng lưỡi trái tim cùng rót cả và mình con cho Đức Mẹ. Lạy Đức Bà Maria là mẹ quan thai, lạy con thuộc về Đức Mẹ, thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen. Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Mẹ xin hiền hối chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi ưu buồn vì đời con nhiều thắng biết bao đau thương và chẳng làm gai góc bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao đường hôm xưa lời mẹ sầu lặng yên.